cuộc đời của kịch sĩ Túy Hồng, người khiến cho nhạc sĩ Lam Phương xé thẻ xanh ngay ở sân bay. Kỳ cuối, kịch sĩ Túy Hồng tên thật Trương Ánh Tuyết, bà sinh ra tại Bình Dương nhưng lớn lên tại Sài Gòn. Theo nghiệp sân khấu từ năm 1956, đoàn kịch Dương Nam là nơi kịch sĩ Túy Hồng bắt đầu theo nghề ca hát. Kịch sĩ Túy Hồng tâm tình lúc đầu bà là ca sĩ, hát những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương. Năm 1958, Túy Hồng chính thức diễn kịch với nghệ sĩ Kim Cương. Vở kịch đầu tiên bà đóng vai em gái của nghệ sĩ Kim Cương trong trường kịch Áo Người Trinh Nữ, vở kịch này được diễn tại rạp Nam Quan. Sau đó cô Thúy Hồng cộng tác với nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng trong những chương trình Không Giờ, Đôi Mắt Bằng Xứ trên kênh đài truyền hình Sài Gòn số 9. Năm 1968, đoàn kịch Sống Thúy Hồng ra mắt khán giả trên đài truyền hình số 9 với vở Ngã Trẻ Tâm Tình của nhà văn, soạn giả Ngọc Linh. Lúc đó đoàn kịch Sống gồm có các nghệ sĩ gạo cội như nữ tài tử Kim Vui, nam nghệ sĩ Văn Hùng, bác Ba Phân, nghệ sĩ Thanh Tú. Biến cố năm 1975, theo làn sóng người di tản đầu tiên, Túy Hồng cùng gia đình sang định cư ở Hoa Kỳ tại tiểu bang Virginia. Năm 1976, đoàn kịch Sống Túy Hồng tái thành lập tại hải ngoại với những nghệ sĩ như Xuân Phát, Mai Hưng, La Thoại Tân. Lúc đó, đoàn kịch Sống Túy Hồng chỉ diễn những vở hài kịch ngắn như Chiếc Áo Mới, Ghen, Bà Mẹ Quê. Năm 1978, cô và gia đình di chuyển về tiểu bang Texas. Lúc đó, đoàn kịch Sống Túy Hồng bắt đầu gây dựng những chương trình đại nhạc hội. Bên cạnh đó có những vở trường kịch như Sông Dài của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Kịch sĩ Túy Hồng là người ký hợp đồng diễn âm đầu tiên với các công ty phim bộ như Hồng Kông, TVB. Bên cạnh đó, cô cũng là người đầu tiên thu video tại hải ngoại với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi như Elvis Phương, Lệ Thu, Kim Loan, Giao Linh, Băng Châu, Phương Hoài Tâm, Thanh Thúy. Người khiến cho nhạc sĩ Lam Phương xé thẻ xanh ngay ở sân bay, quyết không về Mỹ là ai? Vừa qua, tại chương trình Music Box, danh ca Elvis đã khiến cho khán giả xôn xao khi tiết lộ câu chuyện về cố nhạc sĩ Lam Phương xé thẻ xanh ngay khi đặt chân xuống sân bay Pháp, quyết không về Mỹ. Lúc đó, tôi có hỏi anh Lam Phương, sao anh không ở bên Mỹ, lại va Pháp sống làm gì? Anh Lam Phương mới tiết lộ, nói ra thì buồn lắm Phương ơi, anh và chị Túy Hồng bên Mỹ chia tay rồi. Anh buồn quá, nên quyết định bỏ Mỹ, sang Pháp sống, để không gặp chị Túy Hồng nữa. Có một điều anh Lam Phương không kể ra, nên ít ai biết rằng, anh ấy khi chia tay chị Túy Hồng, rất quyết liệt, anh vừa từ máy bay bước xuống sân bay ở Pháp, liền lấy thẻ xanh của Mỹ ra xé luôn, không thèm về Mỹ nữa, nhất định ở lại Pháp luôn, ca sĩ Elvis Phương chia sẻ. Sự nghiệp nữ nghệ sĩ kịch nổi tiếng Túy Hồng. Nghệ sĩ Túy Hồng sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một, tên thật là Trương Ánh Tuyết. Năm 11 tuổi, bà cùng gia đình lên Sài Gòn sinh sống do hai anh em phải làm việc cho một hãng xe tại đây. Gia đình Túy Hồng sinh sống tại đường Phan Đình Phùng, trung tâm Sài Gòn. Khi đó, nhà Túy Hồng sát vách danh ca Thanh Thúy, nên thân nhau như chị em. Bà và Thanh Thúy thường giấu gia đình, đạp xe chở nhau đến đi xin hình nghệ sĩ, rồi thi tuyển diễn viên. Ngày đầu tiên lên sân khấu, Túy Hồng và Thanh Thúy chỉ là phụ công phụ họa cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Sau này nhạc sĩ Lam Phương thường tới nhà chơi với anh trai bà, nên làm quen và dạy bà hát các ca khúc ông sáng tác. Dù bị anh trai phản đối nhưng được các chị dâu nói đỡ, nên Túy Hồng đã bước đầu thu âm và trình diễn các tình khúc của Lam Phương, sau đó chuyển sang đóng kịch nói. Năm 1958, bà gia nhập đoàn kịch Kim Cương của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Năm 1959, Túy Hồng và Lam Phương thành hôn. Trong thời gian đó, bà thường cộng tác với minh tinh Thẩm Thúy Hằng trên truyền hình. Đến năm 1968, được sự động viên của Lam Phương, Túy Hồng rời đoàn kịch Kim Cương và lập ban kịch Sống. Để có vở diễn, bà miệt mài sáng tác và đặt thêm bút danh Tú Hà. Ban đầu, Túy Hồng diễn trên sóng truyền hình, nhưng để tạo dấu ấn, bà đã đầu tư thuê đạo diễn điện ảnh thực hiện một số phim kịch, quay ngoại cảnh, kết hợp xử lý phòng thâu. Từ đó, ban kịch Sống của Túy Hồng lớn dần và cạnh tranh ngược lại với đoàn kịch Kim Cương, đoàn kịch Thẩm Thúy Hằng. Sau này Túy Hồng cùng gia đình định cư tại Virginia, sau đó là chuyển tới Texas, Mỹ. Tại Mỹ, Túy Hồng tiếp tục gặt hái được một số thành công nhất định. Năm 1980, bà mở đại nhạc hội tại vũ trường, đồng thời tiến hành các hoạt động quay phim thu băng. Ban kịch Sống cũng được thành lập trở lại với nhiều gương mặt mới, thực hiện những vở bi hài kịch trên sóng truyền hình và băng đĩa. Duyên nợ ân tình với nhạc sĩ Lam Phương.
Nhạc sĩ Lam Phương có vị trí rất lớn trong sự nghiệp và cuộc đời Túy Hồng. Chính ông đã dạy ca hát và truyền đam mê sân khấu để bà theo nghề từ những ngày đầu tiên, bà kể. Nhạc sĩ Lam Phương là bạn học của một người anh kế tôi, thường hay đến nhà chơi. Anh thấy tôi thích hát nên đã luyện giọng cho tôi và hướng dẫn tôi hát những ca khúc do anh sáng tác. Khi bắt đầu lên sân khấu, tôi hát những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương và tham gia đóng những đoạn kịch ngắn. Khi Thúy Hồng bước lên sân khấu, bà được sự hậu thuẫn lớn từ người chồng Lam Phương. Ông đã đưa các bài tình ca do chính mình sáng tác cho Thúy Hồng để làm nhạc nền tại các vở diễn, gây dấu ấn sâu đậm với khán giả. Bà nói, sự kết hợp hài hòa của âm nhạc Lam Phương và kịch sống Thúy Hồng đã làm nổi bật cho vở kịch của tôi. Ngược lại, kịch tôi diễn cũng đẩy ca khúc Lam Phương sáng tác đến với khán giả nhanh hơn. Sau này khi được hỏi về mối quan hệ giữa nhạc sĩ Lam Phương và kịch sĩ Túy Hồng, nữ nghệ sĩ chia sẻ, nhạc sĩ Lam Phương vẫn luôn là người tôi kính trọng, dẫu đã từ lâu, duyên đã cạn. Chúng tôi không còn gắn bó với nhau trong tình vợ chồng, nhưng tôi luôn trân trọng sự dìu dắt hỗ trợ của ông ấy. Nhờ nó mà tôi vững vàng bước vào con đường nghệ thuật và tạo nên những thành công cho ban kịch sống, để sau này ra hải ngoại, khán giả vẫn ưu ái với những hào quang xưa mà tôi đã có. Cuộc sống hiện tại ở Mỹ của Túy Hồng. Sau khi ly hôn Lam Phương, Túy Hồng sống bình yên cùng con cháu tại Mỹ. Túy Hồng vẫn tiếp tục con đường kịch nghệ tại hải ngoại. Bà nói, trong trái tim của mình, tôi không lúc nào nguôi nhớ sân khấu, nguôi nhớ khán giả. Tôi biết khán giả có thể quên nghệ sĩ, sân khấu có thể đào thải diễn viên, nhưng người nghệ sĩ đã mang nghiệp vào người thì không bao giờ bỏ sân khấu hay khán giả được. Trong một buổi hát, nếu lỡ có điều gì sơ suất, tôi cũng rất đau khổ. Khán giả có thương tình thứ lỗi lại càng làm tôi dây dứt hơn. Vì vậy chương trình, sao tôi muốn phải hay hơn chương trình trước để không phụ lòng khán giả tình yêu. Suốt 50 năm gắn bó với nghệ thuật, chưa bao giờ tôi muốn ngừng diễn. Với đam mê đó, nghệ sĩ Túy Hồng vẫn đi diễn cùng với các nghệ sĩ khác như Bảo Quốc, Bằng Kiều, Hồng Đào. Lam Phương, Túy Hồng, cuộc tình trai tài gái sắc và cái kết đớn đau sau gần nửa thế kỷ. Mối tình thầy trò. Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh năm 1937 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tuổi thơ của Lam Phương là một chuỗi ngày dài buồn đau và bất hạnh. Nhà nghèo, cha ông đi theo tiếng gọi của tình yêu mới, bỏ xóa người con tuổi còn thơ dại cho người vợ không nghề nghiệp ổn định. Cuộc sống khốn khó, thở ấu thơ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách ông sau này. Lam Phương đến với nhạc bằng niềm đam mê mãnh liệt. Năm 15 tuổi, ông ra mắt sáng tác đầu tiên ca khúc Chiều Thu Ấy. Nhạc phẩm này đã được công chúng yêu mến và cái tên Lam Phương nhận được sự chú ý. Năm 18 tuổi, Lam Phương trở thành nhạc sĩ nước tiếng và xây dựng được chỗ đứng vững vàng trong làng nhạc. Trước khi đến với Túy Hồng, nhạc sĩ Lam Phương đã trải qua vài mối tình và không ít lần ông phải ôm nỗi đau thương. Tuy nhiên Lam Phương vẫn nhanh chóng phải lòng Túy Hồng. Sau vài lần gặp gỡ, ông vốn dĩ là bạn thân của anh trai Túy Hồng, nên mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật đều đến nhà bạn để dạy nhạc cho bà. Khi ấy cô gái trẻ Túy Hồng với đôi mắt long lanh tựa hồ nước, làn da trắng mịn và gương mặt thanh tú đã khiến trái tim của Lam Phương lỗi nhịp. Túy Hồng cũng rất hâm mộ tài năng của Lam Phương, nên sau một thời gian làm việc chung, hai thầy trò yêu và đắm mình trong men say tình ái. Sau khi bén duyên, Túy Hồng đã chọn nhạc của Lam Phương để bắt đầu sự nghiệp ca hát. Và gặp trai tài gái sắc này thực sự mang lại hiệu ứng xuất sắc. Những ca khúc như Đèn Khuya, Kiếp Nghèo, Kiếp Ve Sầu, Tiễn Người Đi, nhất là hai bản Chiều Tàn và Phút Cuối và giọng ca Túy Hồng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Về phía Lam Phương, nhạc sĩ trẻ này cũng nhận xét chưa có cô gái nào hát nhạc mình hay bằng Túy Hồng. Năm 1959, Lam Phương Túy Hồng kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Hôn nhân của họ giống như cái kết viên mãn cho tình yêu đẹp của cặp đôi thầy trò. Sau khi về chung một nhà, sự nghiệp của Lam Phương Túy Hồng đạt đến đỉnh cao. Năm 1968, với sự động viên của chồng, Túy Hồng đứng ra thành lập riêng đoàn kịch sống Túy Hồng. Đoàn kịch sống Túy Hồng có một lợi thế mà ít đoàn nào có được, đó là các vở kịch được lồng ghép với các bản tình ca do Lam Phương sáng tác. Sự kết hợp này đã mang đến một làn gió mới mát lành và nét riêng ấn tượng cho sống Túy Hồng. Khi ấy Lam Phương Túy Hồng đang sống trong một chuỗi ngày hạnh phúc ngập tràn, nên các nhạc phẩm của Lam Phương khá đa dạng về thể loại. Các vở kịch do sống Túy Hồng cũng không quá bi thảm, kết thúc luôn có một niềm hạnh phúc nào đó. Vì vậy mà khán giả xem kịch sống Túy Hồng thường ra về với một tâm trạng nhẹ nhõm. Thì ấy cứ mỗi tối thứ năm hàng tuần, đài truyền hình lại có tiết mục thoại kịch và những vở kịch của đoàn kịch sống Túy Hồng bao giờ cũng thu hút nhiều người xem.
Thời ấy truyền hình còn hiếm, người ta kéo nhau đến những nhà có tivi để xem kịch sống Túy Hồng. Trong nhà, cửa ra vào, ô cửa sổ đều chật cứng người xem. Cuộc hôn nhân hạnh phúc đã giúp Lam Phương trở thành nhạc sĩ thành công nhất miền Nam về mặt tài chính, còn sức hút của Túy Hồng cũng sánh ngang với Kim Cương, Thẩm Thí Hằng trên sân khấu kịch. Tình tan vỡ, thành công nổi tiếng đã mang cuộc sống đủ đầy vật chất cho Lam Phương, Túy Hồng. Nhưng rồi sau đó, ông và vợ bỏ lại tất cả để ra đi. Đến trời tay, Lam Phương phải làm việc cực nhọc để có tiền nuôi vợ con, gạt bỏ ánh hào vang rực rỡ của cái danh nhạc sĩ nổi tiếng. Ông làm công việc tay chân như lau sàn nhà, thợ mài, thợ thiện dọn dẹp để kiếm tiền. Cuộc sống dù vất vả là vậy, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy trong ông. Thế nên khi cuộc sống ổn định, nhạc sĩ Lam Phương đã thuê một quán ăn làm sân khấu ca nhạc kịch để mang văn nghệ gặp nhau, để Túy Hồng và ông có cơ hội sống lại với nghệ thuật. Tuy nhiên đây cũng chính là thời điểm ông phải đón nhận nỗi đau của sự chia ly. Thực tế, cả nhạc sĩ Lam Phương và bà Túy Hồng đều chưa một lần chính thức nói về lý do khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên nhiều người nói rằng cuộc hôn nhân ấy bị đứt gánh vì Túy Hồng không còn chung thủy với chồng nữa. Bà đã ôm cằm sang thuyền khác, để lại nỗi đau chẳng thể nguôi trong lòng người nhạc sĩ. Trong tâm trạng đau khổ uất hận, nhạc sĩ Lam Phương cho ra đời tuyệt phẩm mang tên Lầm. Với những câu từ chua xót, anh đã lầm đưa em sang đây, để đêm thường nghe tiếng thở dài, thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điệu nhạc lâm ly huyền bí, dìu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào khổ lị hôm nay. Năm 1981, nhạc sĩ Lam Phương và ca sĩ Túy Hồng chính thức ly hôn. Vậy là sau hơn 40 năm gắn bó, họ không còn sánh bước bên nhau. Khi ấy nhạc sĩ Lam Phương chạy trốn niềm đau bằng cách rời Mỹ đến Paris. Ở đây ông chẳng còn quan tâm đến chuyện sáng tác mà vùi mình vào công việc. Ông làm công cho một tiệm tạp hóa, vét dọn, đóng gói khôn vác và đủ thứ công việc vất vả khác. Ông làm ngày làm đêm để quên đi nỗi đau. Những tưởng người nhạc sĩ ấy sẽ đóng cửa con tim sau đổ vỡ, nhưng trái tim đa sầu đa cảm kia lại một lần lỗi nhịp. Ông lại yêu, lại thương và lại được hồi sinh. Ở Paris, ông gặp được tình yêu mới và kết hôn với người phụ nữ này. Thế nhưng chỉ được vài năm, người phụ nữ từng tạo cho ông niềm say mê để viết nên câu ca "Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề", cũng bỏ ông mà theo người khác. Năm 1995, Lam Phương trở về Mỹ và kết hôn với một phụ nữ khác, nhưng rồi người đàn bà thứ ba cũng lặng lặng rời xa ông. Ông đã sống một cuộc đời cuối cùng của mình với chiếc xe lăn trong căn nhà hiu quạnh.